Xin chào bà con cô bác, chào mừng bà con cô bác đến với kênh Mai Vàng miền Nam của em. Hôm nay ngày 8 tháng 8, ngày quá đẹp, em sẽ lên một lô bonsai mini mới. Chứ mà hình nhỏ của bà con cô bác là một cây mai. Cây này nhìn ở ngoài rất đẹp nha mọi người. Cây mai này dạng như cây trực quân tử gì đó. Đó, mình chỉ bonsai, tiếc có cái đúng có mặt thẹo, rễ mọc cao quá em phải tán bỏ. Đó, mua bán thì có sao nói vậy nha mọi người. Cây này là cây số 1. Cây số 1. Em cảm ơn mọi người đã ủng hộ em trong những clip vừa qua nha. Hoành đo sao vậy trời? 26 hoành. Chiều cao 31. Nằm chậu 30 lọt lọc. Đó, rồi dọc. Mọi người có ai làm trong bệnh viện này kia đó, cứ liên hệ đến em nha. Đôi khi có thể trong đợt tới này. Ở đâu ta? Quên rồi. Ở Đà Nẵng. Đó. Anh em nào đã từng mua em bên Đà Nẵng thì cứ liên hệ với em, đợt tới này em sẽ bán những mặt hàng mini. Ngày hôm đó em sẽ bán toàn bộ, dồn số tiền đó em sẽ gọi có phần nào đó thôi, chứ số tiền nó không có lớn, nhưng có phần nào đó gửi ra cho mấy ảnh mua khẩu trang là cái gì cũng được, miễn sao mình có tấm lòng mình gửi ra ngoài đó được rồi. Cái này là cây số 1, giao lưu giá bà con cô bác là 800.000, rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Cái mai này em nói thiệt mọi người ha, nhỏ mà nuôi rất đẹp. Một cành cái này nè, nó nè, này không chơi cành này rồi này, nó cây số 1, em giao lưu giá bà con cô bác là 800.000. Em vẫn quay clip liền luôn chứ em không có tắt. Cây số 2 chất quay hết rồi đó. Cây số 2 cốt cành có sẵn mà quên cắt, xin lỗi mọi người nha. Những mặt hàng này thì giá trị nó thì chỉ gọi là tới mức vài trăm ngàn thôi, chứ không có gọi là cây dữ lắm. Nhiều anh em cũng nói anh đi mua đi bán lại hay sao thì nó hơi khó, tại vì cây mai nó mức độ nó vài trăm ngàn một cây à. Sao nãy mình không để cây khác lên mình quay mà tự nhiên lôi cái này ra quay trời. Để nó tốn thời gian quá. Cây số 2 hình thú chật nha mọi người. Đó. Thú 1, 2, 3, 4 giò. Mà giò trước tự nhiên nó bạc ở đây. Giá chỉ vài trăm ngàn một cây mai thôi. Hoành 19. Chiều cao của nó là 57. Đó, cái mai này nói chung ai chơi trực mà có dáng hình thú nè, mua cái này mai này về nằm chậu 30 lọt lòng. Bông em vẫn ba bông nha mọi người, từ 8 cánh lên tới 12 cánh. Cây số 2 này hơi bất cẩn chút xíu. Số 2 em giao lưu giá bà con bác là 650.000. Thú trực chân cành đóng hơi cao nha mọi người. Đó. Cây số 3. Mày làm chưa ta? Bán chưa? Chưa. Thú nữa nha mọi người. Đó. Những mặt hàng này thì nó mọi người nghe cây chỉ vài trăm ngàn cây thôi, mình nằm chậu. Về nhà mình lựa chọn những cái chậu mà chữ nhật này kia vô hình thú này rất đẹp. Hoành 19 5 ly. Chiều cao của nó là 26. Nằm dài được 30, cây mai này kiếm cái chậu chữ nhật dài khoảng chừng 40, trồng rất đẹp nha mọi người. Đó, thú. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được bà con cô bác ủng hộ em nhiệt tình nha. Cây số 3, em giao lưu giá bà con bác là 800.000. Ngày hôm nay vẫn có cây 200, 300, 400 bằng hoàng nha mọi người. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Lên 4. Đó, những mặt hàng này thì nó cũng thú thiết, cũng tào lao mới lo lắm. Em bán gọi là bán theo yêu cầu của mọi người. Mọi lần thì em bán những hàng lớn lên rồi mọi người kêu giảm nữa. Đây giờ cây chỉ còn vài trăm ngàn một cây thôi. Giống như cây mai này, ai mà dạng như là mình mới bắt đầu mình chơi mai, mình chưa biết lựa chọn những cây mai nào để mình tập trồng đó, mình nên mua những mặt hàng này tập thích nghi vừa. Hoành của nó là 17 5 ly. Chiều cao của nó là 20. Đó, đế nói chung cũng đủ để chơi thôi chứ không phải gọi là VIP.
dáng thế của nó cũng vậy. Đó. Cây số 4 450.000. Giá này em đưa ra là em bao ship toàn quốc Việt Nam, chỉ cần ở trên giường luôn, ship rồi ok, quốc tới tận đầu giường luôn. Ơi, hôm nay gọi là những cái mặt hàng gọi là hàng thường nhiều ha mọi người. Đó. Bữa lên thì mọi người cứ tìm cây khoảng chừng 3-400 gì 500 quay đầu thì nó là đây. Nó giống như cây mai này. Nhỏ gọn. Nằm dậu 30 lọt lòng. Không biết mặt nào định hình mặt nào ra mặt nào luôn. Hoành 14 5 ly, 15 đó em báo vậy luôn. Chiều cao của nó là 24. Nằm chậu cỡ 25 thôi. Cây số 5. Giá 400.000. Đấy, 6. Đó. Này rất khỏe mọi người, về có mấy ngày lên tường nè. Đó. Những mặt hàng thì về nhà mọi người cứ khui bầu ra là trồng liền, tại vì cây rất khỏe. Nhỏ gọn, đẹp. Hoành 15. Chiều cao của nó là 20. Thực tế này em sẽ thay đổi cái phông nền sau. Để sao cho nó ấn tượng chút xíu, đôi khi nhìn quay clip mình nhìn thấy nó không có được đẹp, bởi vì em phải làm phông nền cho nó bá đạo chút xíu nữa. Cây số 5, cây số 6. 400.000. Không lẽ giờ mình lên lo ra mình bán cặp ta. Thấu. Cây số 7. Nhiều anh em cũng hay thắc mắc, tại sao Tài là dạo này là bán những mặt hàng nhỏ gì, thì em cũng nói luôn, thì em mua bán là phải có nhỏ có lớn, giống như trước giờ em bán cây, em bán từ cây nhỏ lên tới cây lớn thì mới được có ngày hôm nay, chứ đôi khi mình bán những mặt hàng lớn rất là kéo khách. Chiều cao của nó là 25 thôi, xin lỗi mọi người, cây này yếu đế chút xíu mọi người, nằm chậu 30 lọt lòng, nó được mặt nè, nó được có mặt này một à. Đó. Dù như cây mai này 4 giò bán chắc tầm khoảng chừng 800.000. Còn như cây mai này giờ em chỉ bán có 550.000 thôi mọi người. Mua ủng hộ tiếp em trong thời gian Covid này. Đó. Mai của em có khử trùng đầy đủ cho này, mọi người cứ yên tâm. Cây số này cái gì đây, bự thế. Đó, cây này là cây số 8. Cây số 8 thú nữa nha mọi người. Nọ. Qua bên kia, nói chung mình mua chơi mai vàng thì có cái này cái kia, nhưng mà việc mà thành công nhất mình chơi cây là gọi là cái lòng kiên nhẫn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là mình phải đam mê, quan trọng nhất là cái đam mê. Hoành 22 năm ly. Con kia nói không mua mai em, mà tự nhiên kết bạn em nói em câu phải nói nghe buồn. Buồn cho anh em chơi cây kiển là thế. Chiều cao là 30. Anh em chơi mai vàng tất cả ai cũng gì. Mai của mày cho tao không thèm lấy. Trời thiệt tình mình nghe mình buồn một cái kinh khủng luôn. Cây số 9 này sát hơi bự nha mọi người. Đó. Em chẳng trả lời gì luôn. Mình trả lời thì kỳ lắm. Thôi những thành phần vậy mình nên rút lui ra. Cây số 9 này em giao lưu với bà con cô bác là 800.000. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Nếu ai có clip này thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp cô Tài nha. Giờ em lên cây số 10. Mời ông nội nào nữa đây. Lẽ ngày hôm nay lên 30 cây trời. Thú nữa nè mọi người. Cây thú. Thú này không được gõ nát nhưng mà nó sát cây nó hơi bự. Đó. Hoành 25. Chiều cao của nó là 27. Nằm chậu, cây này phải nằm chậu cỡ 40 quá. Đúng rồi, 40 lọt lòng mọi người ơi. Cây số 10 thú. Cái những cái mặt hàng này thì mọi người thì cũng hay hỏi em, Tại ơi bông đẹp không. Em vẫn bao bông cho mọi người. Nhưng những cây mai
mà tán đầu đinh như vậy nè, theo em mọi người về ghép mau chơi hơn mọi người. Ghép đúng ý mình mà rất là mau chơi. Cây số 10. Ui dạ. Cây số 10 em giao lưu giá bà con cô bác là 750.000. Rồi, giờ em lên cây số 11. Cây 11 mọi người ơi, cây này là cây sầu. Cây này hôm bữa có khách chốt rồi nhưng mà có cái tình hình Covid á, bởi vì ảnh thì cũng lu bu, bởi vì thôi ảnh hoàn lại. Không phải hoàn lại, ảnh từ chối, ảnh kêu thôi để cây sau ảnh mua ủng hộ tiếp em. Em rất là cảm ơn mọi người khi mà có những quanh 17 nè, giải quyết vậy là rất êm xuôi luôn. À, không lấy được, như vậy là em rất hài lòng, mình không buồn phiền ái hết. Chiều cao là 27. Sầu nghe mọi người, chứ đôi khi mà để giao cây lên tới nơi thì tốn công rồi tiếng tốn tùm lum hết trơn. Mình để sợ cây nó yếu này kia nữa. Cây số 11, cây sầu. Giao lưu giá bà con cô bác là 750.000. Cây này đáng chơi lắm mọi người. Nhỏ mà đáng chơi, ai cũng sầu quá, mua nhỏ này nè. Về nhà trồng chậu 30 lọt lọc, trồng cao lên. Mép chậu lúc nào phải bằng từ cái mí này nè, mình trồng sau từ mí này ra nó mới đẹp. Chứ đôi khi mình trồng nông quá không em. 700.000 cho 750.000 cho một cây sầu này. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Quá trời rồi, chạy xe rồi. Cây số 12 quay hết không nè. Cây số 12. Cây này chưa có lên sầu nhưng được nó già cây, mình nhìn thấy nó nhăn nheo vậy, thực sự ra nó chưa có lên sầu. Cây này em vẫn bao khỏe mạnh cho mọi người ha. Đó. Số 12. Kiến dáng mình đẹp làm sao. Hoành 20. Chiều cao từ đỉnh E cà phê rét xuống mực nước biển là 40. Nằm chậu 30 lọt lòng. Nói cho lớn lớn là cho nó sung nhà sung cửa lên này. Cây số 12. Em giao lưu giá bà con cô bác là 700.000. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Hy vọng sẽ được bà con cô bác ủng hộ em nhiệt tình. Hy vọng mọi người sẽ đăng ký kênh em ngày càng nhiều hơn nữa. Đẹp lắm nghe mọi người. Cái này nhìn ngoài quái quái. Cắt đây nữa là ra cây liền luôn. Không cắt, để gì về nhà cho mọi người cắt luôn. Mọi người cứ mua cưa gì sẵn đi. Đây. Cái này chưa quay phải không? 13 quan truy. Tiếng Anh mình phải là linh động lên, mình phải chế biến ra. Thức ăn thì rất là nhiều chế biến, nhưng bởi vì cái lời nó mình cũng phải chế biến ra. Cây chật tán đầu đinh chưa có cốt cành nào hết. Hoành 22, da vàng khè luôn. Chiều cao của nó là 42. Nằm chậu 35 lọt lòng. Đế bao điều 4 mặt nha mọi người. Da vàng khè 9999 luôn. Đó, cây này đang dấu hiệu đang lên xu nhẹ. Đó. Mọi người cứ yên tâm, ngày nào em cũng tại vì cái số lượng của em bán cây ra rất nhiều. Bởi vì những cái mặt hàng cây số 13. Một ngày em nhận những tin nhắn và cuộc gọi rất là nhiều. Thì đặt cây là nhiều, còn những cái cây mai yếu này kia em đứng ra em giải quyết riêng em thôi. Chứ số điện thoại của em là 0912256200, chỉ có một số này duy nhất thôi nghe mọi người. Bởi vì có thắc mắc bên kỹ thuật hay là yếu cây hay là chết cây cứ gọi cho em. Em không có ngại những cái vấn đề như vậy đâu. Tại là em mua bán trước giờ là vậy. Cây này em giao lưu giá bà con bắt là 600.000. Những ai đang trồng những cái cây mai nó bị yếu hay là chết gì cứ liên hệ với em. Nói chung ngày nào em cũng nhận được những cái cuộc gọi vậy. Tại lý do biết sao, cái số lượng cây em ra rất là nhiều. Một những cái bài mini này nè, em bán khoảng chừng một tuần thì nó dao động ngày 15 cây thôi. Ví dụ ngày 15 cây tầng ra nhiêu, 7 là 25, 95 một tuần gần 100 cây. Đó, bởi vì số lượng ra rất nhiều. Hoành 20, xin lỗi 19. Chiều cao của nó là 22. Đó. Này thì nó cũng dạng hơi lai lai thú thôi, bên này yếu đéo quá. Đó, ai đang tập tành mai vàng thì chơi những cái mai vàng gì nè, em giao lưu giá gọi là mỏng mỏng cho mọi người ha. Cây số 14.
em giao luôn giá bà con bắt là 300 ngàn. Đó, đi ra như giá sập sàn 300 ngàn, bán ra lỗ, bao ship tới nơi lỗ còn thêm nữa. Còn nhiều anh em hỏi em mà bán mai mắc quá, rồi có những cây mai 70-80 ngàn, 50 ngàn cũng có luôn mà em không có, thực sự em không có những mặt hàng đó, em không có. Cây 15-14 nè, kiểm tra nha, có chuyện sổ lộn. Cây này là cây 15 nghe mọi người, cây này là cây cũng hơi xù xù đó, nhìn cây mai này rất là khá mọi người đó. Ngày hôm nay em xin lỗi mọi người trước ha, hôm bữa có những cái clip khác có những anh em chốt cây em mà kêu lại nhà lấy đó, bây giờ gọi điện thoại không có được đó, bởi vì ngày hôm nay em sẽ mang ra em bán lại hết nha mọi người. Hoành 16 5 ly. Chiều cao của nó là 28. Nó. Già cây lắm. 15. Giao lưu giá bà con bác là 550 ngàn. Giá này em bao ship toàn quốc Việt Nam, không có cộng thuế VAB gì vô hết trơn á. Cây 15 giờ lên cây 16. Đây 16 mọi người ơi, thú nằm bò, đế thì quái thôi, không phải gọi là đế dữ, nhưng mà nhìn nó cũng rất là có duyên, có duyên có dáng. 16 tháng vừa rồi chết, hàng mini chết hình như là 11 cây, quanh 17. Không phải là nói em không có ngại vấn đề lên đây khoe khoang những vấn đề đó. Chiều cao của nó là 22. Nó quanh 17, 22, nằm chậu 40 lọt lọc. Vấn đề chết là chuyện xui rủi, mà ví dụ khách hàng bỏ tiền ra mua mình, tự nhiên cái chết nó nói thôi anh ơi xí xá em mình sao em kiếm cây em bù cái em là bù luôn à, là xong luôn, giải quyết luôn. Nhưng mà những cái cây mai em bù cho khách hàng, ví dụ như cây anh này anh mua cây mai số 1, anh chết cây mai số 1, mình thường cái cây mai khác cho mọi đó. Nhưng mà cái cây mai thường em nếu mà chết em vẫn thường nữa, chứ không phải như những mua tủ lạnh đi, bảo hành hết hàng, bảo hành cái gì xong đâu. Cây số 16 em giao lưu với bà con bác là 650 ngàn. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa, hy vọng ngày hôm nay sẽ được bà con cô bác ủng hộ em nhiệt tình. Nếu ai coi clip này thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp em nha. Subscribe, nhấn vô nút chuông để theo dõi những cái clip mai mới nhất của em. Nói subscribe, subscribe em biết gì em chết liền nghe. Em làm YouTube thì nó nói em subscribe vậy đây. Chứ kênh của mình mà vô mà có người vô xem là mình mừng lắm rồi. Trời ơi cái mai này thú nè, đẹp cực kỳ, cái mai này nhìn ở ngoài luôn. Cái số 17 đẹp cực kỳ luôn nha mọi người, kéo hèo rồi đó. Nó đó xem mặt này nè, thấy đẹp trai không? Những mặt hàng này là đuôi này thật sự ra nói bữa em cũng nói những mặt hàng này mình cái đuôi này chưa chắc gì mình đã xài tới. Nếu mà xài tới cắt ngắn lại bẻ được một cái cành lên á mình mới chơi được, còn nếu mà cành âm xuống dưới quá, những cái cành mà sát cái mặt này quá, bonsai nhìn nó kỳ lắm, dựng đọt lên múa ra luôn. Ra cây liền, nó nhiều quá. Cây này là cây số mười mấy đây, 16. Cây này là cây số 17. Cây số 17 theo tiếng Latin nó là 17 nó. One seven, one trên này 18, one ai này thêm không biết, one ai chỗ này là 24, chiều cao của nó là 27, nằm chậu cũng 30 lọt lòng luôn. Cây mai số 17 này em giao lưu giá bà con bác là 650 ngàn. Ngày hôm nay sẽ lên 30 cây cho mọi người lựa chọn ha. Đó. Rồi cây mai này không lấy là lấy cây mai nào đi mọi người. Cây mai này không mua cây mai nào mọi người, giá chỉ dưới 1 triệu thôi. Cây mai này nó nè, tước để đây, đúng ra cành này không xài tới nhưng mà em không ngắt bỏ nha. Đúng ra mình phải ngắt bỏ ra để cho mọi người biết, ví dụ để gì mọi người cứ nghĩ em để nuôi xài tới cành này nhưng thực không phải. Để gì? Để cho mọi người biết cây mai đang có sức sống. Quanh. Nó mét mấy hoành luôn nè, thấy không? Quay chim cái thước này thiệt chứ. Hoành 18 5 ly. Chiều cao của nó là 22. Nằm chậu 40 lọt lòng, nếu mà nằm chậu 40 lọt lòng mình kiếm cái chậu này cỡ 38 lọt lòng. Chậu dài, lên cái mai này rất đẹp luôn nha mọi người.
chỗ này hồi nó long long, em kiếm keo liền thẹo mà keo bụi á, bo vô này em anh nha. Cây số 18, số 18 này em giao lưu giá bà con bác là 850 ngàn. Giá này bao ship toàn quốc Việt Nam nha mọi người. Đó, 19. Rồi, nó nguyên bày có anh trai này nhìn nó lạ không? Thấy không? Na nóng. Đó, cây mai này cây 19. Ghi đây cái hồ sợ quên. 19. Hoành 17. Chiều cao là 21, nằm chậu cũng 30, lọt lòng có 20 vô cũng được em mọi người. Đó. Dáng thế thì nói chung là cắt lùng lại chơi nó đã hơn, chứ để nhẹ tông cao làm cái đọt này anh bị hơi bị dơ, mình cắt lùng lại nè, bẻ nước co nhẹ cái nó xảy ra được cái chiều sau. Ví dụ như đã ra cái đờ về thì số 19 này giao luôn giá bà con bác là 300 ngàn. Nó lâu lâu được cây 300 mọi người. Nó 20. Nó cây này hôm bữa chốt đi không chịu lấy, giờ để em bán lại đảm bảo luôn mất cái quyền lựa chọn của anh. Đó, cây số 20 thú gõ nát đẹp, nằm bò sát mặt đất luôn. Hoành, hoành 17 năm ly. Nhậu gì nhậu, đang quay clip kêu nhậu, quay chim được chứ biết nhậu đâu mà nhậu. Chiều cao 24, từ bên này qua tới bên này nó là 31, nằm chậu 40 chiều dài, lọt lòng rất đẹp ha mọi người. Cây số 20 em giao lưu giá bà con cô bác là 900 ngàn. Rồi giờ em lên xây số 21. Rồi cái này là cái số 21 mọi người, Lady and Enten Talaman. Cây số 21 đế quái, thân chỉ là sân trực hơi lắc lắc nhẹ thôi. Đó, xoay từ từ lại tại nhẹ quá, bởi vì mình xoay nó hơi bị nhanh, không biết mặt nào ra mặt nào. Nó chỉ có vài trăm ngàn thôi mọi người, mua ủng hộ em trong cái thời gian khó khăn này mọi người. Hoành 22, chiều cao 30, nằm chậu cũng 30, lọt lòng luôn. Số 21 em giao lưu giá bà con cô bác là 600 ngàn. Đó, nhìn ngoài cái mai này nó đẹp hơn trên clip em biết, tại vì biết sao không, đế nó bàn khi mà mình quay trực diện vô nó, mình chỉ nhìn được một góc thôi khi mà mình nè, để vậy thôi nè, đế rất đẹp nha mọi người. Ở số 21 giao lưu giá 600 bao ship toàn quốc Việt Nam. Giờ lên cây số 22, chú chú. Đó, những mặt hàng này thì nói chung trong cái bầy á, thì em lựa chọn những cây mai mà mình đủ để khả năng mình bán, chứ bài này về cũng được 300 cây, lựa ra được 20 cây, qua kia 16, 17 gì đó. Để đây, những anh em thợ nè, mình cho về nhà chồng, chồng thí đại, chứ đôi khi mình bán nó kỳ lắm. Hoành 20, 5 ly, chiều cao 21, đó, cây mai này về, em bán giá cây mai này, em bán giá 400. Đó, về nhà mọi người cứ tập tành ghép nè, nó về nhà mình ghép, đang tập chơi mai đó, mua những cây mai này về nhà thích hợp lắm nghe mọi người. Đó, cây số 21 giao lưu giá bà con cô bác là 400 ngàn, bao ship toàn quốc Việt Nam. Số 22 vẫn là thú nghe mọi người, vẫn là thú mà hơi lai, mặt này thú nè, thấy không, mặt này không ra thú. Đó, gì đó, 21 rồi hả? À, quên, xin lỗi nha mọi người. Cái này cây số 22, cây vừa quay số 22 nha. Cây này là cây 23. Ui, nhiều cây quá. Số 23. Cây này là cây số 23, một bên thú, một bên hổng gà thú. Đó, bởi vì bộ mặt của con người nó có hai mặt nha mọi người. Đó, giả dối và thật, thật lòng hả? Thật lòng. Còn đây em đang bán thật lòng với mọi người, một bên thú, một bên giả tạo. Cây số 23,
lên mua bán thì mình nói cho nó vui thôi, chứ thực sự ra là mình mua bán phải cái nào ra đó. Hoành 20 năm ly, chiều cao 30, nằm chậu 30 lọt lòng, cây số 23. Giao lưu giá bà con của bác là 550.000. Bao ship toàn quốc Việt Nam luôn nghe mọi người ơi. Đó. Rất mong được sự ủng hộ của bà con của bác gần xa. Vào tối đêm nay một đêm duy nhất nha mọi người. Nói về câu nói này nó quá quen với mọi người luôn rồi. Nó 24 đẹp trai Giang Đông Quân không lại nó. Quá trời à. Cây mai quá đẹp trai, bây giờ bán cây mai này có 300 ngàn thôi. Hoành 17 năm ly, chiều cao là 40, 23, 24. Nhiều anh em cũng hay nói anh không mua mai mà dẫn vô bên em coi giải trí vẫn vui. Đúng rồi mọi người, đôi khi mọi người cứ lên cái kênh của em bán bằng cả cái đam mê, bán bằng tất cả là sự thật. Mình cứ bình tĩnh sống thôi. 24 này, hàng mini, hàng để bàn giá 300.000, bao ship toàn quốc Việt Nam, ví dụ cái này 300.000, ship ra tới Đà Nẵng, Bình Định gì đi, bài không phải từ gần 100.000, còn nhiêu 200.000 cái mai này thôi, nói nghe mọi người. Rồi, lên cái 25, quá trời ngày hôm nay cây có nhiều thế. Cây mai này không mua thì mua cây mai nào trời. Có đục đây không ta? Ai có cái đục, mượn cái đục ấy. Đục chứ dùi. Bữa có rễ này nè. Bữa hình như cây mai này chốt rồi mà không lấy được nè. Rễ này là mình không có xài tới. Nè, cầm rễ này nè. Chồng nó bị gối. Đôi khi cây nhiều rễ vẫn không bằng những cái cây mai đế bỏ đều. Đó, nhìn thấy gọn không? Thấy không? Đục ra rồi nhìn gọn cái liền. Cái mai này nhìn ngoài nó lực lắm. Đục nghe tiếng đục 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 đục. Thấy quen rồi. Đố biết mọi người biết ngày xưa em làm nghề gì? Ngày xưa là hủ tiếu gõ. Em đi em kéo xe hủ tiếu cho người ta đó. Rồi gõ cốc 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 nè. Nó gọi là hủ tiếu gõ đó. Có nhiều cái cây này bao nhiêu vậy? Mới lên cây này phải không? 24, cây này là cây 25. Sâu nha mọi người. Hoành 27. Cây này cây dáng bay. Đuôi này thiệt tình cho ta. Xin lỗi mọi người nha. Lâu lâu bị dán đoạn cái. Nó gọn gàng liền, sạch sẽ đẹp đẽ nha mọi người. Cây số là 25, đo hoành rồi. 24, 25. Giao lưu giá bà con cô bác là 900.000. Bao ship toàn quốc Việt Nam luôn nha mọi người. Đó. Chưa bộ keo nha, hộ bộ keo nha. Rồi, giờ lên 26. Nè, cho bộ keo vô gọt cái đầu cho nó liền lại, bôi nó mới đạt. Rồi, sầu già luôn nè. Cái mai này sầu ổ mối nha mọi người. Đó, búp mang luôn á. Đế thì đế cũ, không có bàn. Cây rất khỏe luôn nha mọi người. Lâu lâu cầm lên cho mọi người biết thì cây mai nó lớn nhỏ như thế nào. Nó chỉ vậy thôi nha mọi người. Nó chỉ vậy thôi. Thấy không? Rất là nhỏ, rất là xinh. Nằm chậu cỡ 30 lọt lòng. Gọi là hàng để bàn, hàng mini, hàng để bàn là đây. Đó. Chứ đôi khi mà mình làm mà nó nhìn nó bự thì nó kỳ lắm. Hàng này chỉ là gọi là hàng mini, hàng để bàn thôi. Hoành 19, chiều cao 32, đang lên sầu. Đó, giá bán sao vậy ta? 24. Ở cái đó cây số 2 mấy à? 25 phải không? 25, cái này là cây số 26. Giao lưu giá bà con của bác là 500.000. Đáng để mua những hàng này lắm nghe mọi người. Nhỏ, gọn, đẹp. Cây số 26. Giờ lên 27. Mà bình thường mình quay 10 clip đó mình nói cũng đuối, mà ngày hôm nay quay 30 cây thì phải nó mệt thiệt. Cây số 27. Thú luôn nha mọi người.
bông cũng đẹp đó, cây đẹp bông đẹp, tiếc cái chủ nó xấu quá, mà có nó đẹp. Hoành 21, chiều cao 25 đó, đẹp gõ nét. Cái này có hai cục gãy chưa bokeh không quan trọng. Cái này nè, cây số 27, giao lưu giá bà con cô bác là 600.000 đó. Đó, 27 này giờ lên 28, 28 rồi. Cà rem đây mọi người ơi, giá chỉ vài trăm ngàn thôi đó, nhìn rất là có duyên, gọi là tán đầu đinh nè. Mặt này đẹp nha mọi người, có một cọng rễ hơi dãnh lên, em không xử lý gì hết, về mọi người chỉ cần lấy cọng dây chì cột dây nhôm nhỏ xíu thôi, cột trong này nè, gì này xuống khi trồng, tại vì sao nó xuống luôn à. Hoành 15, chiều cao 20, số 28, hai mươi bốn cái đó, 27 này, 28 không, 28 giao lưu giá bà con bác là 300.000 đó, nhỏ gọn đẹp. 29 này nhìn ngoài rất đẹp, ghế này sao kỳ vậy, không làm để gì luôn. Cây số 29, đế thì đế hình thú nha mọi người đó. Hoành 17, 5 ly, chiều cao của nó là 31, nằm chậu 30 lọt lòng, giao lưu giá bà con cô bác là 420.000, số 29. Rồi, cây cuối ngày hôm nay em sẽ lên cây khủng nha mọi người. Ok, cái này là cây số 20 mọi người ơi, số 20, hàng này hàng khủng nha mọi người. Cái này nằm chậu 60 lọt lòng, nhưng mà kiếm được cái chậu hình chữ nhật trồng rất đẹp. Giờ khi mình quay gì nè, mình thấy nó rất đẹp. Lý do cây mai này không phải là cây mai chật đế tròn hay là sao, cây mai này gọi là đế hình thú, nó sẽ có nằm bò ra dạng đế. Cây này nhìn ngoài rất đẹp, rất bự luôn đó, chật lắc cộng chữ C. Rồi tước đâu rồi, đây quá đau lực. Hoành 26, chiều cao 50 không, 52, đế nằm bò từ bên này qua tới bên này, 38, chậu chữ nhật, nếu mà lên chậu chữ nhật 60 lọt lòng nha mọi người, 60 người lọt lòng, trồng cây mai này rất đẹp luôn, chậu chữ nhật 60 lọt lòng, bông em dẫn bao bông từ 8 cánh lên tới 12 cánh, mặt thẹo trên này cuốn rất mạnh, chứ còn nhỏ hơn hai ngón tay em thôi đó. Cái này nhìn ngoài rất là khá cây, rất là bự luôn. Cái này cây số 20, giao lưu giá bà con cô bác là 6.700.000, rất mong được sự ủng hộ của bà con. Em cảm ơn mọi người nãy giờ đã theo dõi 20 clip phô mai của em trong ngày hôm nay. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được bà con cô bác ủng hộ em nhiệt tình từ 1 cho tới 20 luôn. Giá đưa ra bao ship toàn quốc Việt Nam, cây ra tới nơi, bao sống cho mọi người, chết một thường một cho mọi người luôn. Chào mọi người, hẹn mọi người trong clip mới nhất ngày mai.